Tâm bình thường là cảnh giới tu luyện phi thường. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chúng ta thường thấy có người thường tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn trước những chẳng pháo tay của thành công. Có người thì nản lòng bất lực trước những thất bại. Có người lại bị hào quang danh vọng lấn át, trở nên lo lắng về sự được mất, sợ hãi vạn sự, vạn vật. Có người vì một phút nhục nhã mà cả cuộc đời đắm chìm trong bóng tối, vân vân. Dù ở trong những cảnh ngộ rất khác nhau, nhưng họ đều có một đặc điểm chung, đó là thiếu đi một tâm thái bình thường. Trước sự được và mất của giàu nghèo, trước niềm vui và nỗi buồn, trước phước lạc và khổ đau, chúng trở nên lẫn lộn rối bời. Họ không thể nâng niu, cũng không thể buông bỏ, không thể chấp nhận thất bại, cũng không thể xem nhẹ thành công. Tâm trạng mất đi sự bình yên, cuộc sống mất đi sự cân bằng, cả cuộc đời nếm trải vô tận sự lo lắng và sợ hãi, bất lực và cay đắng, mệt mỏi và oán giận, mất mát và u sầu, chẳng thể nào dành cho mình dù chỉ một phút khoảnh khắc để mà tận hưởng cuộc sống. Thành công và thất bại đều có quy luật tự nhiên của nó. Khen chê và tán thưởng đều là những nguyên tắc bình thường. Chỉ cần có một trái tim bình thường, chúng ta có thể cởi mở, bao dung, tích cực và lạc quan thay vì hẹp hòi, hèn hạ, tiêu cực và bi quan. Vậy cái tâm bình thường đấy là gì? Tâm bình thường chứ không phải tầm thường. Tâm bình thường không phải là vô tâm, sống cho qua ngày đoạn tháng, không mục tiêu rõ ràng và tỏ ra lờ đãng. Người có tâm hồn bình thường hoàn toàn có thể nuôi dưỡng ước mơ lớn, lòng nhiệt huyết, nhưng sau khi làm việc chăm chỉ, họ lại có thể bình tĩnh, thản nhiên trước được mất, thành công hay thất bại. Theo một nghĩa nào đó, tâm bình thường đó là cái điều gọi là tận nhân sự, quan thiên mệnh. Nghĩa là tôi đã cố gắng hết sức mình và không có gì để hối tiếc, mọi việc tùy ông trời an bài, sắp đặt. Với tâm bình thường, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt với giàu sang, nghèo đói, vinh nhục, bình tĩnh đối mặt với thành công và thất bại, bình tĩnh đối mặt với yêu thương và oán hận, bình tĩnh đối mặt với hạnh phúc và khổ đau, tận hưởng cuộc sống thân nhàn, khí định và thanh lọc trái tim mình. Tâm bình thường là một loại phong thái, một loại tu luyện, một loại thức tỉnh tâm linh, một loại thăng hoa tinh thần sau khi đối mặt và nếm trải qua đủ các loại dư vị mà cuộc sống đem lại. Chúng ta cần một trái tim bình thường để cảm nhận sự thật, trau dồi và trân trọng tình cảm sâu sắc trong những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Chúng ta cần một trái tim bình thường để ở một mình trong cô đơn, lội qua bùn lầy và bước đi trong mưa gió, chuyên tâm tu dưỡng và gieo hạt hạnh đức. Chúng ta cũng cần một trái tim bình thường để xoa dịu vết thương, xóa tan nỗi đau, buông đi những mối hận thù, bỏ đi những ưu sầu và lau sạch bụi bẩn trong tâm hồn. Nói một cách dễ hiểu, có một tâm trí bình thường là giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi và tham muốn vật chất, trở nên tĩnh lặng, sáng suốt, bình yên và sâu rộng. Tác giả người Pháp, nhà văn Maupassant từng nói: cuộc sống không tốt đẹp như bạn tưởng tượng, nhưng cũng không thể tồi tệ như bạn nghĩ. Bạn sẽ luôn gặp rất nhiều sự tình trong cuộc sống và bạn phải có một tâm trí bình thường trong mọi việc. Chỉ cần bạn đủ can đảm để mỉm cười, lạc quan, không chìm đắm mải mê trong giấc mộng và để nó chi phối ảnh hưởng, chỉ cần bạn giữ một tâm trạng bình thường thì cuộc sống sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Có một câu chuyện như thế này. Hai thanh niên với tâm lý bất mãn cùng rủ nhau lên núi để tìm lời khuyên từ một vị thiền sư. Khi gặp thiền sư, họ nói: thưa sư phụ, hai chúng con bị chèn ép kèn cửa đến ngộp thở ở nơi làm việc. Chúng con rất buồn nản, muốn nghỉ việc. Sư phụ bảo chúng con nên làm gì bây giờ? Vị thiền sư nhắm mắt lại, một lúc sau liền nói ra ba chữ: tâm bình thường. Sau đó khua tay ám chỉ, bảo hai chàng thanh niên xuống núi. Sau khi trở lại nơi làm việc, một người nộp đơn xin nghỉ việc về quê hương làm nông nghiệp trên mảnh đất cha ông để lại. Còn người kia vẫn ở lại và dồn công sức tâm huyết cho công việc. Thoáng chốc, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Người về quê hương làm nông nghiệp đã không ngừng học hỏi, liên tục cập nhật kiến thức, dùng phương pháp hiện đại để quản lý trang trại của mình. Và anh ấy đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp thực thụ. Còn người thanh niên kia ở lại công ty cũng không hề tệ chút nào. Anh ta nhẫn chịu vất vả, gian khó, chăm chỉ tôi luyện, gia tăng trí thức, kỹ năng làm việc. Dần dần được lãnh đạo công ty đánh giá cao và thăng chức cho lên làm quản lý. Một ngày nọ, hai người lại rủ nhau lên núi tìm gặp vị thiền sư năm xưa để báo cáo thành tích của mình. Vẫn như 10 năm về trước, vị thiền sư vẫn nhắm mắt lại, một lúc sau lại nói ra ba chữ: tâm bình thường. Rồi lại khua tay 12 chàng thanh niên xuống núi. Hai chàng thanh niên lúc này đã không còn u sầu ủ rũ như 10 năm về trước,
mà với tâm thái bình thản bái lại thiền sư rồi từ biệt. Khi trẻ củi thì trẻ củi, khi nấu cơm thì nấu cơm, khi đói tới thì ăn, khi buồn ngủ tới thì ngủ. Những điều này vừa hết sức bình thường nhưng cũng rất phi thường. Phi thường ở chỗ là đối đãi với vạn sự vạn vật hết sức tự nhiên, chân thành, trong sáng, tuân theo vận mệnh, không làm những điều giả tạo, không oán trời, trách đất. Trong cuộc sống, chúng ta cũng hay nghe nhiều người phàn nàn rằng họ mất ngủ cả đêm, nhưng thực chất là do họ suy nghĩ quá nhiều và họ không muốn ngủ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, và chính vì điều này mà cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và đầy màu sắc. Khi thuận lợi, chúng ta biết tận hưởng cuộc sống và biết rằng đây là của cải mà cuộc sống đã ban tặng cho mình. Khi khó khăn, chúng ta thường hoảng hốt như con thuyền lạc lối không thể cập bến. Kỳ thực, gặp thuận lợi một thời gian không có nghĩa là mọi chuyện sẽ luôn mãi như thế. Gặp nghịch cảnh một thời gian cũng không có nghĩa là sẽ không bao giờ có tương lai. Điều quan trọng phụ thuộc vào cách bạn đối mặt với nó. Ngay khi con người ta cất tiếng khóc chào đời đến với cuộc sống, thì việc sinh lão bệnh tử là hiện tượng tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Khi gặp phải chúng, lo lắng cũng không làm cho bệnh trạng tốt hơn. Càng muốn khỏi bệnh nhanh hơn thì lại càng tệ. Bệnh tật đến như núi sụp trước mắt, mệnh người mỏng manh như sợi chỉ. Lúc này, ngoài việc cố gắng hết sức cùng bác sĩ điều trị, bạn cần phải duy trì tinh thần bình thường và kết hợp thiền định là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe. Khi đối mặt với thử thách hoặc thất bại, tâm bình thường là một loại lạc quan, sau đó đứng dậy trở lại là một loại dũng khí. Khi đối mặt với hiểu lầm và oán hận, trái tim bình thường là một loại bình tĩnh bao dung, vẫn giữ bản chất thật của mình, đó là một loại can đảm. Trước những lời khen ngợi động viên, tâm bình thường là một loại khiêm nhường tỉnh táo và không ngừng tiến bộ, đây là một loại sức mạnh. Đối với phiền não, u sầu, tâm bình thường là một loại hòa khí, rồi sau đó nỗ lực hóa giải, buông bỏ chúng, đây là một loại cảnh giới. Đừng phủ nhận bác bỏ hạnh phúc của ngày mai chỉ vì nỗi đau của ngày hôm nay. Đừng lạc lối vì những thành công nhỏ bé. Đừng quên đi ánh nắng ngày mai chỉ vì cơn mưa trước mặt. Đừng khóc vì nhớ mặt trời, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ những vì sao và vầng trăng xinh đẹp. Với những người tận tâm xây dựng xã hội và coi trọng cộng đồng hơn là tiền bạc, tâm bình thường giúp họ loại bỏ những suy nghĩ sao lãng để tập trung vào công việc của mình. Đối với những người khao khát hiện thực hóa ước mơ lớn lao của mình, tâm bình thường tạo cho họ thêm thời gian để biến chúng thành hiện thực. Đối với những người đã trải qua và không hối tiếc về quá khứ, tâm bình thường giúp họ có thể tận hưởng tuổi già với lương tâm trong sáng, một cách thanh thản, an nhiên, tự tại. Có câu chuyện kể như thế này. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người chủ cối xay gió sống bên bờ sông. Ông được cho là người đàn ông hạnh phúc nhất vùng. Ông luôn bận rộn từ sáng đến tối, nhưng vẫn hát vui vẻ như con chim sơn ca suốt cả ngày. Ông ấy lạc quan đến mức khiến mọi người khác cũng lạc quan theo. Người dân trong vùng thích nói về lối sống dễ chịu của ông. Cuối cùng, nhà vua cũng đã nghe tin này. Nhà vua sau đó bèn nói với quần thần: ta sẽ tìm và nói chuyện với người thợ xay cối kỳ lạ này, và có thể ông ấy sẽ cho ta biết cách để có được hạnh phúc. Sau đó nhà vua tìm đến. Ngay khi bước vào chiếc cối xay gió, nhà vua nghe thấy người thợ xay cối đang hát: tôi không ghen tị với ai cả. Không, không, vì tôi có thể hạnh phúc như tôi muốn. Nhà vua nghe thấy vậy bèn nói: bạn ơi, tôi ghen tị với bạn và tôi sẽ đổi chỗ cho bạn nếu tôi có thể vô tư như bạn. Người thợ xay cối mỉm cười cúi chào nhà vua và nói: tôi chắc chắn sẽ không đổi chỗ với ngài, thưa bệ hạ. Nhà vua nói: vậy hãy nói cho ta biết điều gì khiến ngươi vui vẻ và hạnh phúc trong cái cối xay gió bụi bặm này, trong khi ta, với tư cách là một vị vua, mỗi ngày đều lo lắng, phiền muộn và chán chường. Người chủ cối xay lại cười và nói: tôi không biết ngài tại sao buồn bã, nhưng tôi có thể nói cho ngài biết vì sao tôi vui vẻ. Đó là tôi tự lập, tôi yêu vợ và con cái của mình, tôi yêu bạn bè của tôi. Họ cũng yêu tôi không nợ ai cả. Tại sao tôi không nên hạnh phúc chứ? Ở đây có sông xanh nước biếc, nơi mỗi ngày tôi quay cối, xay ngũ cốc thành bột để nuôi vợ và các con của tôi. Nhà vua nói: ta ghen tị với ông. Chiếc mũ bụi phủ đầy đầu ông đáng giá hơn chiếc vương miện vàng của ta. Những điều mà cái cối xay của ông mang lại cho ông còn nhiều hơn những gì đất nước của ta mang lại cho ta. Nếu có người như ông, thế giới này sẽ trở nên tuyệt vời biết nhường nào. Điều con người cần là một trái tim bình thường. Mỗi người dù thông minh ngu ngốc đều có thành công và thất bại. Không ai chỉ có thể tận hưởng niềm vui thành công mà không phải chịu đựng được nỗi đau thất bại. Chỉ bằng cách duy trì tâm trí bình thường giữa được và mất, chúng ta mới có thể thoát khỏi sự kiêu ngạo tự mãn,
khi đương thời gặp phong xuân đắc ý và sự buồn bực tức giận khi chúng ta gặp chuyện không may. Vì mọi thứ đều phải đối mặt, vậy tại sao chúng ta không dụng tâm bình thường mà đối mặt với những thứ đó? Hãy đối mặt với mọi việc bằng một tâm trí bình thường. Khi đó bạn có thể giải quyết mọi việc một cách điềm tĩnh và dễ dàng. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bình yên. Tâm bình thường là một thái độ ôn hòa trong cuộc sống. Không tham lam, không nhục dục, không tự cho mình là đúng, cũng không coi thường mình, không chỉ trích hay phục tùng. Ở đời hiếm có một tấm lòng bình thường. Không vui khi có được thứ gì đó, không lo lắng về những gì mình mất đi. Có thể nói là một người có tâm bình thường thì bạn đã đạt đến trạng thái tu luyện bản thân cao nhất. Có một câu chuyện kể rằng, một buổi tối cách đây nhiều năm, một thanh niên nhập cư tên là Henry đứng trên bờ sông với tâm trạng rất hoang mang, bàng hoàng. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 30 của anh, nhưng anh không biết liệu mình có ý nghĩa để sống tiếp hay không. Vì từ khi còn nhỏ, Henry đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, với chiều cao nhỏ bé, gương mặt kém hấp dẫn và lời nói mang theo giọng địa phương của một vùng quê nước Pháp. Do đó, anh luôn tự ti về bản thân, coi mình như một người nông dân ngốc nghếch và xấu xí, thậm chí không dám nộp đơn xin việc làm phổ thông, không có công việc cũng chẳng có nơi gọi là nhà. Ngay khi Henry đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết, một người bạn thân của anh tên là Jones cùng lớn lên với anh trong cô nhi viện đến gặp anh với sự phấn khích và nói: "Henry, tôi có tin vui cho bạn." "Tin vui chưa bao giờ thuộc về tôi," Henry nói với khuôn mặt buồn bã. "Không, tôi vừa nghe một tin từ radio. Napoleon đã mất tích một người cháu trai. Miêu tả của người thông báo hoàn toàn giống với bạn." "Thật à? Tôi thực sự là cháu trai của Napoleon sao?" Henry bất ngờ cảm thấy hứng khởi khi nghĩ về ông nội đã từng chỉ huy một đội quân hùng mạnh với một vóc dáng nhỏ bé ra lệnh quyết liệt bằng tiếng Pháp. Anh cảm thấy rằng vóc dáng nhỏ bé của mình cũng đầy sức mạnh. Ngay cả giọng địa phương của anh khi nói cũng mang theo một chút quý phái và trang trọng. Sáng hôm sau, Henry đầy tự tin đến ứng tuyển tại một công ty lớn. 20 năm sau, khi Henry đã trở thành tổng giám đốc của công ty đó, anh ấy đã xác minh lại rằng mình không phải là cháu trai của Napoleon. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Chấp nhận, đánh giá cao bản thân và vứt bỏ mặc cảm tự ti, đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để thành công. Người không muốn đối diện với chính mình, mù quáng chạy theo đám đông thì giống như con tàu mất bánh lái, trôi theo dòng nước, không biết hòn đảo nào gần mình nhất chứ đừng có nói đến nơi mình sẽ muốn đến. Chỉ những người học cách hiểu bản thân mới biết cách kiểm soát bản thân và thiết kế chính xác đường đời của mình. Chỉ những người như vậy mới không lãng phí quá nhiều năng lượng và thời gian hạn chế của mình vào những điều ảo tưởng, vô nghĩa. Do khiếm khuyết về thể chất, nhiệt huyết, ham muốn làm việc chăm chỉ của nhiều người bị hạn chế, họ tự đặt ra và tạo nên một rào cản ngáng đường họ. Nếu không nhận được sự hướng dẫn, động viên kịp thời, họ rất dễ sẽ mất đi sự tự tin và dũng khí. Như Kate Daly, con gái của người soát vé xe điện. Cô rất yêu ca hát từ khi còn nhỏ và mơ ước trở thành một ca sĩ, nhưng hàm răng của cô không được đẹp cho lắm. Một lần nọ, cô đang biểu diễn trong một hộp đêm ở New Jersey. Trong suốt buổi biểu diễn, cô liên tục kéo môi trên xuống để che đi hàm răng xấu xí của mình. Nhưng điều này đã vô tình biến cô thành một kẻ hài hước và ngốc nghếch. Sau màn biểu diễn, cô đã khóc một cách buồn bã. Ngay lúc cô đang khóc buồn bã nhất, một ông lão trong khán giả nói với cô: "Con gái, con rất có tài năng. Thành thật mà nói, ta luôn chú ý đến buổi biểu diễn của con. Ta biết con cố gắng che đi chính là hàm răng của mình. Có phải chỉ vì bộ răng như vậy mà con cho rằng mình trở nên xấu xí phải không?" "Nghe này con gái, khán giả đánh giá giọng hát của con chứ không phải hàm răng của con. Họ cần cái chân thật. Hãy mở miệng ra đi. Nếu khán giả thấy con không quan tâm, họ sẽ cảm thấy thích con hơn. Hơn nữa, con gái ạ, có lẽ những chiếc răng mà con muốn giấu nó đi sẽ mang lại may mắn cho con đấy." Kate Daly chấp nhận lời khuyên của ông lão và ngừng chú ý đến hàm răng của mình. Từ đó trở đi, cô chỉ nghĩ đến khán giả của mình, mở rộng miệng, hát nhiệt tình vui vẻ. Cuối cùng cô đã trở thành một ngôi sao hạng A. Như người ta thường nói, không có vàng nào là vàng nguyên chất, không có ai là hoàn hảo cả. Khi chúng ta chấp nhận và nắm bắt chính mình, chúng ta cũng phải dũng cảm chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Chúng ta có thể làm nổi bật những ưu điểm của mình và để những khuyết điểm từ từ hội tụ và thu hẹp lại, nhằm đạt được mục đích phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu. Kate Daly không hoàn toàn phủ nhận bản thân vì có hàm răng xấu, nhưng cô cũng biết được mình có giọng hát rất hay. Cô muốn giọng hát của mình đẹp hơn để bù đắp những khuyết điểm xấu xí của mình. Cô ấy hiểu rõ bản thân và có thể sử dụng điểm mạnh cũng như tránh điểm yếu của mình một cách rất khôn ngoan. Và cuối cùng là cô đã thành công.
Thưa quý vị và các bạn, sự sống dồi dào đến từ lòng vị tha của trái tim chúng ta và vẻ đẹp cuộc sống đến từ việc một trái tim bình thường. Một tâm trí bình thường là một trạng thái khí định, thần nhàn, điềm đạm và tự do tự tại. Ta có thể dùng lời thoại kinh điển của người xưa để diễn tả cho tâm thái bình thường đó là: không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm chiếc sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Một tâm bình thường là không cao ngạo, không chán nản, không tự ái. Đó là một loại chấp nhận tự nhiên, chấp nhận sự minh bạch rõ ràng, bình tĩnh và bao dung. Đây là trạng thái cao nhất của cuộc sống. Chỉ bằng cách thể hiện một trạng thái tâm bình thường, chúng ta mới có thể hài lòng với một cuộc sống bình thường và trải nghiệm hương vị bình thường. Hoa nở rồi tàn, làm những việc bình thường với tấm lòng bình thường, giữ tâm trí bình thường và sống tốt mỗi ngày. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.